Rồi, choàng rồi, tay kia choàng. Tay nào mà không có làm được tốt bằng? Tay này nó đau. Cái tay phải đau hả? À? Đau mà đau ở cái khu vực nào em chỉ xem. À, rồi đau cái cạnh bên đấy bảo vai. Bây giờ mình biết cách làm rồi đấy. Mình bơm máu lại lên cái chỗ, cái khu vực vai cho em ấy. Rồi mình làm mềm cái chỗ sợi gân và cái cơ và cái sợi gân ở chỗ đó ra. Không, chỉ cần đây đẩy máu đây này. Giờ nguyên tắc vẫn là bơm máu lên. Điều đầu tiên là phải đưa máu đến nuôi. Cái việc đưa máu đến nuôi nó cũng giống như cái chuyện mình đi cứu trợ ấy. Mình phải cung cấp lương thực, thực phẩm, những cái thứ cần thiết ấy. Đó. Để đưa được máu tới. Rồi, mình sẽ đưa máu ra cái vai. Ở cái tĩnh động tĩnh mạch dưới vai ấy. Đó. Mình đưa cả vòng trước, mình kéo cả cái khu vực trước cả sau nữa luôn em. Đúng rồi. Và mình làm mềm cái cơ ở chỗ này ra, em bị cái chỗ khu vực này cứng đúng không? Bật cái chỗ này. Vì cái sẽ ngăn đó, hoặc là mình bóp cơ này cho nó mềm ra, bóp khu vực này. Mềm chưa? Nghe mềm hẳn không? Nghe dễ chịu hơn không? 50-60% là cái ông bên cạnh đấy. Công của cái ông bên cạnh đấy. Ông ngồi nãy giờ mát tay đấy. Đó. Thì mọi người nhớ là làm như vậy nhé. Cứ khóa chặn trên, khóa chặn dưới. Để đẩy máu vào, đả thông máu. Rồi làm mềm gân, làm mềm cơ. Chỉ có vậy thôi. Làm mềm gân cơ bao giờ cũng là đầu tiên là yếu tố, là đầu tiên là yếu tố gì? Đưa máu tới, đả thông bế tắc. Hai yếu tố, thứ nhất là bơm máu tới, yếu tố thứ hai là đả thông bế tắc, yếu tố thứ ba làm mềm gân cơ, làm tăng cái đàn hồi của gân cơ, làm mạnh gân cơ lên thì là lúc đấy là sẽ cải thiện được vận động. Ok chưa ạ? Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ.